thân. Em có thể hát này, em có thể rap này. Tao có thể nhớ mọi thứ trong vòng 3 giây. Nghe nói Phúc Thành là một người học rất là giỏi môn toán đúng không ạ? Thôi, gì vậy? Đi với chị ơi. Bài khó thế chứ nhỉ? Uầy, Uy Phương anh ơi! Uầy, Uy Phương anh ơi! Bài tập hôm qua mày làm chưa? Chứ tao muốn chép cái. Trời ơi, có mỗi thế cũng không làm được thì phải. Được. Mất bao tiền, bao công sức, bao nhiêu phân bón mới trồng được cây táo này đó. Còn bạn ấy, bạn xem bạn học hành nào đấy. Cái ước mơ CEO này, học hành này sao không làm sếp được đâu. Công nhận mày sếp vào. Mỗi người có một cách thực hiện. Cậu cùng lớp, lớp cùng mày mau cậu phải yêu thương nhau chứ. Đúng rồi, phải như bọn tớ này. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Chị em chúng ta phải thế. Ui, mọi người lớp mình không mới. Ui dồi, ôi dồi, hot girl à. Chào các bạn, hôm nay tớ đi học, có gì giúp đỡ nhá. Hôm nay tớ đi học, có gì giúp đỡ nhá. Mà các cậu đi học không ai mang túi sách à? Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Flex nhỉ? Mới vào trường mà định thể hiện ở ai đây? Bọn mày hẹn nó ở cổng trường làm luật cho tao. Kinh nhỉ? Đã học rốt là còn đầu gấu kinh đấy. Chứ mày làm mẫu trước đi. À, mày biết hôm nay mày đến đây làm gì không? Mày đến tham gia chương trình Chơi đi sao gì? Chào mừng mọi người đã đến với Chơi đi sờ gì tập 2 với chủ đề cuộc đua học đường. Và vào ngày hôm nay thì chúng ta đang có mặt tại khuôn viên xanh của BUV. Và BUV thì có diện tích hiện tại dành cho 3.000 sinh viên và đang tiếp tục được nâng cấp thêm nhiều cơ sở hạ tầng cao cấp phục vụ cho sinh viên. Và ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu thì các người chơi có thể chia sẻ một chút cái tâm trạng khi ngày hôm nay mọi người được mặc cái đồng phục học sinh này để trở về thời học sinh không ạ? Kính lão đắc thọ, em mời anh. À, tôi cảm giác là như tôi là bảo vệ của trường này ấy, là về đi bắt mấy đứa đi học muộn. Không có học sinh nào mà đi dép lê như thế mọi người. À thì sao? Hoa hậu của bạn đâu ạ? À, tôi sống một cuộc đời học sinh vô tri rồi, không cần quan tâm đến những cái này cả. Tôi bị phản liên tục, đứng lên cột cờ liên tục rồi. À, wow, không sao cả. Chúng ta biết quá khứ học đường của anh Huy rồi ạ. À, chả sao cả. Ok, chị Yến thì sao ạ? À, chị Yến thì ngày xưa là vận động viên điền kinh hồi đi học. Chuyên chạy vào lớp đúng giờ đấy. Và hôm nay là nhận tham gia mọi người số này là bởi vì hôm nay được mặc đồng phục sinh đi học. Đúng. Yến ngày xưa là vận động viên điền kinh thì anh là vận động viên nhảy tường. Chưa đi học muộn rồi nhảy vào tường. Ok, nghe nói Phúc Thành là một người học rất là giỏi môn toán đúng không ạ? Rồi, cái gì vậy? Đi với chị ơi. Không nha. Em tưởng anh giỏi mọi người thôi. Có thể kiểm chứng điều này qua cuộc thi năm ngoái anh thi ấy. Trường đấu. À. Mọi người xem trường đấu đi, mọi người sẽ biết là tài năng của mình. Anh ơi. Được 2 chiều này anh. Quá khứ của như nào hả bạn? Lúc anh đi học anh là học sinh như nào? Ngồi mà để người khác thể hiện. Kinh nhờ. Bây giờ không ngồi yên để người khác thể hiện nữa rồi. Ok, còn My sao ạ? Nói gì? Học sinh cá biệt. Anh tưởng tượng đây là một cái ba lô ạ, rút ra cái tuyết. Đây. Bình thường em ở văn phòng em đối đãi với anh như thế, nhưng mà đi học em đâu có đối đãi với các bạn như thế đâu. Thế mày cái xưa mày là người như nào? Hương ngoan đủ cả. Bố bắt đi đánh nhau á? Bố bắt đi đánh nhau. Không phải mọi người đừng nghe những lời dèm pha như vậy, sai sự thật. Có những cái quá khứ dơ giấy mà người ta cố tình giấu đi. Nói chung là cấp 2 thì em đã từng rất là nổi loạn này kia. Cũng có một quá khứ muốn nhìn lại, không muốn nhìn lại nữa. Lên cấp 3 thì cũng học hành đàng hoàng hơn rồi. Hồi em đi học thì cũng bình thường lắm. Nhưng mà có một điều duy nhất em chưa làm được lúc mà em hồi đi học cấp 3. Đấy là em chưa từng có một mảnh tình nào bắt vai. Nhưng mà cấp 2 thì có à? Thông tin này bất ngờ nhá. Nhưng chỉ cấp 3 là không yêu đương thôi. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì nó yêu đương cấp 10 bù vào. Từ
Nói chung thì có thể cái thời gian mình làm S-Channel khiến cho các bạn có một cái ấn tượng mình là một học sinh rất là nổi loạn, rồi một học sinh rất nhiều cái thói hư tật xấu. Nhưng mà thật ra ấy, 3 năm học sinh giỏi, bí thư của lớp, chủ tịch câu lạc bộ nhảy hip hop của trường. Wow. Thằng giáo sử hết là sao làm tên Tuấn Tiền Tỷ đúng không? anh lớp trưởng 3 năm cấp 3. Anh lớp trưởng 3 năm cấp 3. À thế à? Tôi tin. Để với cuộc đua ngày hôm nay thì 6 học sinh của mình sẽ được chia thành 2 nhóm để thi đua với nhau, để xem là nhóm nào sẽ có thành tích tốt nhất và giành được giải thưởng từ nhà trường ạ. Và ngày hôm nay thì sẽ là buổi tổng kết cuối năm và ngày đi học cuối cùng của các bạn. Và để xem là nhóm mình sẽ là nhóm nào thì mời mọi người sẽ tiến lên phía trước để nhận cái phần quà. Ở trong cái túi quà thì sẽ có nơ và cà vạt. 3, 2, 1. Ai? Tôi mù màu. Anh về đội anh Huy. À không màu à? À đây rồi. Vận động viên Điền Kinh đây. Vận động viên Điền Kinh vẽ ra. Đây. Ở đây là hai đội à? Ồ hai đội thôi. Anh Huy sao anh buồn thế? Đúng rồi đấy. Anh hiểu ý gì? Anh cùng đội với em anh buồn à? Anh có biết là em áp chế một thành viên bên kia không? Trước khi nói về tên đội của chúng tôi chỉ muốn nói rằng là lâu lắm rồi chị Yến của tôi mới có mặt trên S-Channel. Vậy nên là đội của tôi sẽ là dành cho chị Yến. Vậy nên tên của chúng tôi là Bảo hiểm tình yêu và slogan của chúng tôi là vừa chạy vừa khóc. Ôi trời ơi, cái đội là cải lương ấy nhở, cải lương ấy nhở. Anh có tin đâu, tối nay mình là anh chơi công tử thế anh khóc ấy. Những người đồng đội cũ thì bây giờ cũng thành kẻ thù rồi. Sao rồi, của mình là gì em nhở? Chúng tôi là team. lại hết cái nghĩa khí. 1, 2, 3. Chúng tôi là team Nơ Lơ. Chúng tôi chơi Nơ Lơ. Và chúng tôi sẽ nhận kết quả Nơ Lơ. Tinh thần Nơ Lơ. Ok mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển ra phía khu vực sân bóng để bắt đầu cho với cả trò chơi đầu tiên nhá. Chào mừng tất cả người chơi của Chơi Đi Sợ Gì tập 2 đến với tiết học đầu tiên mang tên Đường Đua Trí Tuệ. Phía sau mọi người chính là những chiến mã sẽ đồng hành với các bạn học sinh trong tiết học này. Và bây giờ xin mời mọi người hãy lựa chọn những chiến mã ấy cho bản thân mình. Tôi mù màu hay là tôi chọn luôn màu trắng? Luật chơi của Đường Đua Trí Tuệ, 6 học sinh sẽ chơi theo đội. Sau khi nghe câu hỏi và hiệu lệnh từ PD, tất cả các thành viên sẽ leo lên thú nhún và di chuyển đến cướp cờ để trả lời. Học sinh đội nào cướp được cờ thì đội đó có quyền trả lời. Nhóm trả lời được nhiều nhất trong 9 câu sẽ có điểm thành tích tốt hơn. 3, 2, 1, bắt đầu! Câu hỏi đầu tiên! Tết năm nay, năm Giáp Thìn 2024, bé Huy 9 tuổi, anh trai bé Huy 12 tuổi. Vậy thì 5 năm sau, năm Kỷ Dậu 2029 thì anh trai Huy hơn Huy bao nhiêu tuổi? 3, 2, 1. Anh ta trả lời ạ. Dạ, anh nhắc lại câu hỏi là anh bé Huy 9 tuổi, anh trai bé Huy 12 tuổi. 5 năm sau anh trai vẫn hơn bé Huy 3 tuổi. Câu số 2, anh trai của cháu gái gọi bạn bằng cô. Hỏi người đó là gì đối với bạn? 3, 2, 1. Đại đi bạn, đại đi. Tôi quên mẹ câu hỏi rồi. Tôi còn nhớ câu hỏi đó. Cháu. Người đó là cháu của tôi. Cháu gì ạ? Cháu trai. Em ơi, bực mình thật sự luôn.
bé thôi anh ơi. đúng chị. Nhưng mà My suy nghĩ là tôi chỉ cấp cờ ấy. Ha, tôi nghĩ ha. Ôi. Tôi chỉ cấp cờ thôi. Ừ. Anh Huy đấy. Anh Huy. Lông của gấu Bắc Cực có màu gì? 1, 2, 3. Lông của gấu Bắc Cực là không có lông, là không có lông, bởi chỉ có gấu Nam Cực hay không có Bắc Cực. Không phải đâu. Câu trả lời chính xác của chúng ta là lông của gấu Bắc Cực có màu trong suốt. Câu hỏi tiếp theo nha. Câu số 4. Đôi lại thay đổi đội hình xuất phát. Không sao, tùy ạ. Eo ơi, cái đội này lại thay đổi chiến thuật gì đấy? Anh muốn đổi không nào? Không. Thế thì chúng tôi cũng thay đổi. Cấm đổi. Câu số 4. Ronaldo là vận động viên thể thao người Bồ Đào Nha hàng đầu thế giới. Ở tuổi 39, anh vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp. Vậy hỏi thủ đô của Bồ Đào Nha tên là gì? 3, 2, 1, bắt đầu. Không phải đâu. Thủ đô của Bồ Đào Nha là Lisbon. Đội là chạy nhà giàu được đi châu Âu rồi nên biết. Đội nhà mình có ai được đi châu Âu đâu. Chồng người ta là bình luận viên bóng đá mà. Đang từ câu hỏi thể thao ngoặt một phát sang câu hỏi địa lý. Sang đi, bên này bị sao? Ờ, bị chèn ép, bị chèn ép. Ai vào đội chưa? Em vào, chú vào ấy. Ê, đội này giống bạn này. Ê. Đội này cũng giống bạn này. Trời ơi, mình cùng một lớp mà mình yêu thương nhau chứ. Hôm nay là ngày cuối rồi. Kết rồi. Này thân nhá. Hôm nay là ngày cuối rồi. Mai không phải là gì nữa. Học bạ mình cầm rồi đúng không? Sợ gì nữa. Câu tiếp theo, câu số 5. Ở châu Phi, chim cánh cụt sống ở nước nào? 3, 2, 1. Chết mà. Chim cánh cụt không sống ở châu Phi. Chim cánh cụt không sống ở Nam Cực. Để tôi. 3. Sống ở Ecuador. 1. Không chính xác ạ. Đáp án là ở Nam Phi ạ. Anh ta chỉ trả lời Nam Phi thôi mà. Nhưng mà đội này cố tình chơi va chạm. Tí nữa ra sân sau giải quyết nhá. Cái vấn đề là My ạ. Cái vấn đề là đồng đội của em không lao lên được. Chứ không phải là ấy. Cái vấn đề là anh lao trước đồng đội em. Đấy là việc của anh với đồng đội em, không phải việc của anh với em đâu. Tôi muốn thách đấu. Tôi với anh ta lên. Hả? Anh không nhận. Chơi bẩn như này thì ai chơi rồi? Có cái lần nào chống ba không? Có lần nào chống ba không? Chơi bẩn đi! Có lần nào chống ba không?
là cái đội là chơi bài cuối cùng nào. Nào mời đội anh ta trả lời ạ. Con Nguyễn Lạc Huy. Ơ mày ơi, trả lời như con. Mất lượt, mất lượt. Mất lượt ạ. Mất lượt. Sai. À, con lừa. Chính xác. Đúng là con Nguyễn Lạc Huy đã trả lời đúng. Câu số 7. Phát biểu định lý Pythagore. 3, 2, 1. Chạm cờ là được rồi. Nhưng anh chưa cầm lên. Ai à? Vãi. Thành ơi, tại sao bạn bỏ cuộc sớm thế? Đâu, tôi tưởng thế là ghi rồi, ghi điểm rồi. Định lý Pythagore đúng không? Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh còn lại. 3, 2, 1. Để em trả lời đi. Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Thì là cái câu trả lời vừa rồi của anh đấy. Hả? Thôi, qua câu này rồi, qua má rồi. Anh còn nói là hai cạnh còn lại nhá. Ừ, nhưng mà em cũng nói được hai cạnh góc vuông xong rồi nó không được, cái nào đứng dậy nào. Anh cứ thế, anh cứ lao lên như thế, không để mà đem nữa đúng không? Nếu mà em lao lên trước Thành ấy, thì anh sẽ nhường em. Đây, chân nó chạm vạch ấy. Chân mà có phải là xe đâu. Chân anh chạm vạch cũng được. Câu hỏi tiếp theo. Kể tên các thành phố trực thuộc Trung ương. 3, 2, 1. Nào để cố gắng nhớ nào, Hà Nội này, Thành phố Hồ Chí Minh này, Hải Phòng này, Cần Thơ, Đà Nẵng. Ê, lại được rồi đấy anh ơi. Từ từ để nhớ xem còn. Thôi dừng lại đi. Ê. Anh còn 10 giây để trả lời được câu này. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, Hà Long hết rồi. 4, 3, 2, 3. À, Hà Nội, Sài Gòn, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Huế, Đà Nẵng. Câu sẵn câu chiến thắng đi ạ. Còn gì nữa? Thế thôi. Còn cái này nữa. Chưa chưa. Này nãy luôn này anh đừng nói lại nữa. Trong 10 giây anh Tân không nói thêm thành phố nào nữa là được anh đúng. Anh kể được hết rồi. Em hỏi anh một lần nữa, anh có nghe lời không? Anh có nghe lời em mà. Thế anh đi chậm thôi. Anh đi chậm và tại bên này đi chạy chậm hơn đi chứ. Tập trung ạ, bởi vì đó là câu quyết định. Có sao hy vọng. Bạn hết tốc lực cho tôi nhá. Đúng rồi, ai trả lời tôi nào trả lời thắng luôn nhá. Giả sử bạn là bác tài xế. Trên xe lúc này thì có Hồng và Huệ. Một lát sau có Mai và Trang lên xe. 30 phút sau Trang, Hồng, Huệ cùng xuống xe. Hỏi bác tài xế tên gì? 3, 2, 1. Bác tài xế tên... Bác tài xế tên Tân. Sao sao lại tài xế tên Tân? Tại vì tài xế không phải tên là Huy anh ạ. Nếu mà người anh mà chạm vào cái cờ thì tài xế tên là Huy. Ok ạ, à, như vậy là về chơi này thì team bảo hiểm tình yêu đã giành chiến thắng ạ. Yeah! Bởi vì giành chiến thắng vòng này mọi người sẽ có đặc quyền cho vòng tiếp theo và mời mọi người sẽ di chuyển đến vòng chơi tiếp theo ạ. Chỉ là tình yêu. Tôi phản đối. Cái đội này chơi rất chi là thiếu fair play, là chuyên chơi trò va trong cái các kiểu trộm cắp các thứ. Này anh ơi, anh nói lại nhá, ở
trong cái bộ luật của trò chơi này là có cái điều khoản đấy nhá, chúng tôi không hề vi phạm, chúng tôi chỉ tận dụng nó thôi. Tôi cảm thấy hôn nhân là một cái gì đấy rất là dễ tan vỡ. Không, một cái thiếu bền vững đúng không? Thiếu bền vững, rất đúng thiếu rồi. Bền vững. Mình hơi thiếu lòng tin ở trong cuộc đời. Không, không, nhưng mà anh thấy là quan trọng là mình chiến thắng trong lòng người hâm mộ. Chứ còn chồng thì... Em nghĩ là người hâm mộ cũng không cho mình chiến thắng đâu. Chúc mừng mọi người đã hoàn thành tiết học đầu tiên và để về tiết học thứ hai mang tên môn học tự chọn. Yeah! Con sợ muốn đi ngủ. Ở tiết học này chúng tôi sẽ có hai môn học để các bạn lựa chọn, bao gồm môn trí nhớ và môn nghệ thuật. Và vì đội bảo hiểm tình yêu đã giành thành tích cao hơn trong tiết học đầu tiên nên sẽ được đặc quyền lựa chọn môn học. Và xin mời đội bảo hiểm tình yêu lựa chọn. Thế nhưng mà cái team kia thì gọi là tứ chi phát triển thì chắc là không tham gia được nổi cái trò chơi trí nhớ đâu. Chơi vận động giỏi thế. Chơi vận động, người ta có câu là đầu óc thì nhớ tứ chi phát triển đó. Đó gì gì đấy, đầu óc anh Huy tứ chi phát triển. Này, biết nờ nờ nghĩa là gì không hả? Kết quả của mình nờ nờ rồi. Nó có rất nhiều từ tiêu cực. Nờ nờ, làng ngon lành. Đội tao rất ngon lành. Chơi nghệ thuật nhá. Ok, team này chơi nghệ thuật. Nghệ thuật. Ôi dồi, đấy mà bảo có sai đâu. Cái đội đấy chỉ được như vậy thôi. Ok, nếu như vậy thì chúng ta sẽ chốt là đội bảo hiểm tình yêu sẽ là nghệ thuật. Còn đội phía bên nờ nờ thì sẽ làm phòng thi trí nhớ. Và game đầu tiên thì mọi người sẽ bắt đầu đến bộ môn trí nhớ đầu tiên ạ. Xin mời đội trí nhớ sẵn sàng và ngồi vào ghế đằng sau ạ. Siêu trí tuệ Việt Nam, siêu trí tuệ Việt Nam. Anh ơi bớt ra, đến lúc mà tao mình... anh tao có thể em là girl boy, tao có thể nhớ mọi thứ trong vòng 3 giây. Sau đấy tao quên. Cái máy mơ của anh đâu nhỉ? Anh ơi thậm chí em cũng không thèm nhớ. Rồi mọi người hãy bắt đầu môn học đầu tiên là môn học về trí nhớ ạ. Và sau đây sẽ là luật chơi của môn học này ạ. Tất cả các thành viên ở trong nhóm sẽ được nghe một đoạn văn. Nhiệm vụ của mọi người đó là phải viết chính xác các món có trong đoạn văn. Và sau đó là mình sẽ vào order những món đó và bày lên bàn. Trong khi đội đầu tiên tham gia thì đội bảo hiểm tình yêu có thể thưởng thức bữa ăn phụ. Đó là những sản phẩm đến từ Gulu ạ. Ôi giời ơi, có gì đâu, hàng ngày ở nhà em ăn suốt. Tao ăn suốt rồi, có gì nói chị Yến thì chắc là ít đấy. Văn phòng thì cũng giới thiệu với chị, từ giờ trở đi thì văn phòng đã được ăn uống rất là healthy bởi vì Hulu đã trở thành bữa phụ của anh em. Đúng, bây giờ là bữa chính rồi, bữa chính rồi. Ngày 3 bữa Hulu. Ngày 3 bữa ăn Hulu luôn. Vâng, đấy. Nếu mà bây giờ chị chán ăn thịt thì bây giờ mình có hạt đúng không? Em ăn cái thịt này nhiều đến mức mà em thuộc luôn rồi, là chỉ có 3 vị thôi. Một là vị mật ong, hai là vị tiêu đen, ba là vị tê cay. Ôi, cho chị thử tê cay đi. Thơm đấy. Thơm nhở? Thơm mùi khói ấy, em. Thơm mùi khói đúng không? Không phải khói thuốc. Đây là khói hun khói đấy. Không, em ăn suốt mà. Sao bọn nó ngồi nhìn đấy? Ăn thế à? Anh ăn ngon nhờ, sao bọn anh ngồi nhìn? Đấy, hóa ra là tình bạn hơn chục năm chỉ thế thôi. Anh ơi, vợ chồng này. Em nhở, eo ơi, thôi, mình không chấp, mình thi, cùng thi đi, mình tập trung đi. Đợi, tôi có vấn đề. Anh đủ sức ký chưa? Ui dài. Cái này là, anh không biết là đang cho mình thi hay là cho trẻ con mẫu giáo thi nữa. Cái này tao phải nhớ tất cả trong vòng 3 giây. Đối với tôi thì tôi không cần flex để tôi có. Tôi là người nổi tiếng với việc có trí nhớ ngắn hạn. Thôi giờ để anh gánh cho nghe kịch bản. Tôi biết tôi phải trách thoại liên tục nữa. Để anh gánh các em yên tâm. Mình bắt đầu nha. You will hear a recording about food in BUV's canteen. Now we are ready to start. All recording will be played once only. Listen carefully. Good luck. Hôm nay, Jessica tới nhà ăn BUV ăn trưa. Cô ấy đang cảm thấy rất đói và thèm ăn một chút cơm cho chắc dạ. Sau khi đến quầy cơm, thấy xếp hàng có vẻ lâu nên cô ấy rẽ sang quầy bún để order một bát bún sườn mọc nhiều hành. Nhưng khi đến quầy bún thì thấy còn đông hơn nên cô ấy quay lại ăn cơm gà nướng sa tế. Thăn lợn cuộn phô mai cùng với canh ngao chua. Có đồ mặn rồi thì phải cần một chút đồ ngọt nữa. Almond dark chocolate cookie cũng là một lựa chọn hay. À quên, làm gì có dark chocolate trắng chứ. Ngoài ý, thêm một món trắng miệng nữa thì tuyệt. Zoom zoom đặc sản trường em cũng là một ý kiến hay.
Chị ơi, cho em một sum sum chân châu đen. Ôi, hết đen rồi à? Vậy đổi cho em thành chân châu trắng. Nhưng ăn cơm với bánh không thì hơi khô nên phải gọi nước. Jessica phân vân không biết nên uống nước dừa hạt chia thêm chân châu đen hay nước ép cam cà rốt ít đường. Dạo này thấy cứ béo béo nên quyết định là sẽ uống trà sữa sâm dứa. Có da có thịt chút mới đáng yêu. 50% đường thì hơi thiếu ngọt nên sẽ gọi 70% đường. Mà thôi, 50 đi, 30% đá nữa. Cơ mà đang buồn ngủ ghê, lại thèm thêm chút cà phê đen đá không đường. Phải gọi ngay một cốc cho tỉnh ngủ. Ôi, nhưng mà cũng thích espresso double. Mà gọi nước rồi thì canh lại hơi thừa, chẳng gọi canh nữa. Quay lại chuyện cà phê, thì double hơi nhiều, lấy single thôi. Đang quay lại bàn thì một bạn cầm cốc cappuccino đi ngang qua, và phải Jessica nên đổ mất espresso single. Tự nhiên thấy americano ngon hơn, nên order liền, không đặt espresso single nữa. Hi John, hi Jessica, mua dùm bát bún được không? Tôi xuống liền nè. Bún hải sản nhé, cũng được đấy, chốt deal, chốt, mà hôm qua mới ăn rồi. Phở gà nhiều hành lá không hành trẻ nhé. Nước dùng để riêng, ok, order rồi không thay đổi nữa đâu. Các bạn nhớ mua lại những món mang được về bàn ăn buổi trưa hôm nay của Jessica nhé. Đã kết thúc ạ. You will hear a recording. Jessica, nó lại hơi béo rồi. Em sẽ bấm 30 giây để mọi người bắt đầu thảo luận với nhau. Cảm nhận của mọi người sau... Cảm nhận á? Đủ ban tổ chức. Tôi đây... Công việc của chúng ta chưa đủ mệt mỏi hết ra mà. Không, không, để anh nói. Đây không phải là game trí nhớ, mà là game đánh đố. Đây là không sự kiên nhẫn của chúng tôi. Đây là một kiểu game đánh đố triệt hạ người chơi. À không, đấy là người khác sẽ nói thế đúng không? Nhưng mà chúng tôi cũng nói thế. Đánh đố triệt hạ chứ phải trí nhớ đâu. Hai người sau khi nghe xong đoạn văn vừa rồi có vẻ câu từ hơi lộn xộn. Có muốn wording lại rồi mình nói cho đàng hoàng không? Không, anh không có gì thay đổi. Đây là chuyên mục cuối cùng tôi tham gia. Cảm giác là cái kiểu mà cái lúc mà mỗi khi mà Jessica quay đầu ấy, không ban tổ chức đứng bên cạnh. Nghe nói một trăm á. Được hết nhưng mà tôi không nhớ gì. Vấn đề là nếu mà đây là một cái laptop thì tôi sẽ ghi được hết. Nhưng mà ghi bằng tay thì tôi không thể ghi kịp được. Anh đoán là khoảng 65-75%. 10%. Tao là siêu trí tuệ Việt Nam. 10% như là vấn đề là tôi nhớ xong rồi nó cứ bị đào thải ra liên tục. Thế là sao mà tôi nhớ được chứ? Bây giờ trò thứ nhất là anh cũng mất bình rồi. Bây giờ đến trò thứ hai là anh cũng mất bình. Mọi người ơi, bây giờ nhá, em sẽ có 30 giây để mọi người thảo luận nhá. 30 giây, bắt đầu. Cơm gà sa tế. Cơm gà sa tế bỏ mũi. Cơm gà nướng sa tế. Nhưng mà anh nhớ là thôi bây giờ mình chốt những cái món chắc chắn thì cái phở gà thì bún sườn mộc nhiều hành này, cơm gà nướng sa tế, phở gà sum sum chân châu trắng, nước dừa hạt chia chân châu có bỏ không ấy nhỉ? Nước dừa hạt có bỏ ở cái americano thôi. Hai bỏ ai mẹ đâu ạ? Không có, không nhớ, không biết. Bài công bố của em ạ, đầu tiên là cô ấy Jessica không ạ? Đây Jessica là sẽ ăn cơm gà nướng sa tế. Bún sườn mọc không hành. Bún sườn mọc nhiều hành. Nhiều bún sườn mọc nhiều hành. Có bỏ không? Không. Có thân lợn. Thân lợn cuộn phô mai. Sô cô la trắng. Sum sum chân châu trắng. Trà sữa sâm dứa. 50% đường. 30% đá. Americano không đường. Phở gà nhiều hành lá không trẻ. Không hành trẻ. Nước dùng để riêng. Order. Mất một phút xếp hàng à? Một bên là đồ uống còn một bên là đồ ăn. Thế thì đây Mai Hoa, đây Mai Hoa. Cơm gà nướng sa tế. Bún sườn mọc nhiều hành. Sô cô la trắng. Anh ra ra đấy trắng anh.
không bán được thì có thể lấy ở đâu nhỉ? Sô cô la chẳng lấy ở đâu nhỉ? Thân lợn cuộn phô mai ạ. Sô cô la trắng. Cái gì ạ? Sô cô la trắng. Dùng dùng trà sữa trắng. Dạ, dùng dùng trà sữa chân châu trắng. Trà sữa sâm dứa 50 đường 30 đá. Trà sữa sâm dứa 50 đường 30 đá, ok. Americano. Rồi. Phở gà nhiều hành lá không hành trẻ. Nước dùng để riêng. Cơm gà nướng sa tế thắt lợn cuộn phô mai. Bánh mì sô cô la trắng. Bánh quy sô cô la trắng. Cookie sô cô la trắng. Nhiều hành, bún sợi mọc nhiều hành không có. Trà sữa sâm dứa. Trà sữa sâm dứa có. Almond white chocolate cookie. Đấy. Cái americano. Đồ uống ở bên kia. Phở gà nhiều hành lá. Đây đúng không? Nước dùng để riêng rồi. Okay. Mình có 2 phút rồi bạn ơi, đi đi. Đây tôi bê cho. Tôi cầm cho, tôi cầm được mà. Sao tôi cầm bút đi làm gì? Mi ơi cứu anh, Mi ơi cứu đây, anh. Đây em đang cứu anh đây. Đủ chưa, đủ chưa? Chúng tôi đã gọi được 6 món. Ngoài trí nhớ còn cần dùng tiểu xảo nữa. Ôi giời ơi, đôi mắt của đội kia hình như là có lời gì muốn nói em nhở? Mình cứ khiêm tốn, cứ hơi gáy cho nó to. Đi hâm bổ, đi hâm bổ. Đi hâm bổ, sit down. Đội chơi sẽ công bố cho ban tổ chức xem đội chơi đã mang được gì về bàn ạ. Hôm đấy thì chúng tôi rất là tự tin với Captain, với trí nhớ và đây, tiếng nhá. Anh. Không cần bảng, tôi vẫn nhớ được đây. Phở gà, nhiều hành lá, không hành trẻ, nước dùng để riêng. Trà sâm dứa, trà sâm dứa. Trà sữa sâm dứa. Trà sữa sâm dứa 50% đường, 30% đá. Americano. Sum sum chân châu trắng. Almond white chocolate. Còn đây là mình bắt đầu lại cho nó sang almond white chocolate. Almond white chocolate. Còn đây là cơm gà nướng sa tế thăn lợn cuộn phô mai. Quả thì đội chơi đúng 4 trên 6 sản phẩm ạ. Sao sai chứ nào? Vâng, sau đây em xin công bố các sản phẩm đúng ạ. Gồm sum sum chân châu trắng đúng, trà sữa sâm dứa 50% đường 30% đá đúng, americano đúng, phở gà nhiều hành lá không hành trẻ, nước dùng để riêng đúng. Các món còn lại sai, bởi vì đầu tiên là món almond white chocolate cookie, nãy mọi người đọc là sô cô la trắng. Đây bọn mày ghi âm thiếu. Tiếp theo là món cơm gà. Hiện tại thì cơm gà trên bàn là đúng, đó là cơm gà nướng sa tế cộng thăn lợn cuộn phô mai. Tuy nhiên thì nãy mọi người công bố thì đó là một món, nhưng mọi người đọc đáp án là cơm gà nướng sa tế, bún sườn mọc nhiều hành và thăn lợn cuộn phô mai. Chúng tôi đọc gà nướng sa tế, bún sườn rồi đến thăn lợn cuộn phô mai. Đấy, hai dòng riêng mà. Nhưng mà đấy là một món. Đấy là một món, mọi người đã tách ra thành hai món. Chúng tôi vẫn phải đọc hai cái món đấy đúng không? Nhưng mà làm sao mà chúng tôi biết được là nó cùng một đĩa? Không, bởi vì trong bài đọc nó đã đọc là cơm gà nướng sa tế thăn lợn cuộn phô mai luôn. Thế mà trong bài đọc gây nhầm lẫn mà. Nhưng mà khi anh công bố, nếu mà anh công bố liền thì đã đúng rồi, nhưng mà anh lại thì tôi đọc là cơm gà nướng sa tế thăn lợn cuộn phô mai. Chị đọc là cơm gà nướng sa tế bún sườn mọc nhiều hành và thăn lợn cuộn phô mai. cảm giác là ban tổ chức hơi xử ép nhở, tìm cách để dìm điểm nhở. Thôi thì tôi cũng chấp nhận thôi, bởi lông tìm lỗi ạ. Vâng. Và Trang chào mừng đội thi bảo hiểm tình yêu đến với vòng thi nghệ thuật ạ. Dạ vâng, chúng tôi đang rất là hào hứng. Vâng ạ, trong khi thì trước khi đội chơi có thể bắt đầu thì đội chơi NL có thể ngồi thưởng thức những bữa phụ của Hulu ạ. Mọi người có gì muốn gửi gắm đến đội chơi bây giờ không ạ? Chả gì gửi gắm đến đội chơi ạ? Chúng tôi ăn ngon thì ngồi đứng đấy mà nhảy múa mình chơi. Ăn luôn được mà, ăn chế biến được không? Xem đội này như trò giải trí rồi. Tôi cảm thấy là đội chơi bên kia một thái độ tiêu cực ạ. Tôi cảm thấy bị tổn hại, tôi cảm thấy bị tổn hại. Mình là bạn cùng lớp mà. Sao tội như thế? Đội bên đấy cứ đứng đấy nhảy múa, chúng tôi ngồi đây ăn hulu không cần phải biến. Có bát mì thả vào nhỉ? Bình thường ăn tôi ăn cái này ở nhà là. Hay bảo họ múa mì đi, hay bảo họ múa mì. Múa mì hay lao đi xem là múa mì, tôi xin bát mì. Có biết múa không?
Hay không thì tao múa cho. Rồi anh ơi, thôi anh xung phong thế. Bây giờ mọi người nghĩ xem là trong tiết học khúc trọ và bộ môn nghệ thuật này thì mọi người sẽ được thử thách với bộ môn nghệ thuật nào ạ? Nói thật thì bây giờ đội bọn mình thì cũng toàn là những cái người mà có thiên hướng nghệ thuật. Bây giờ ví dụ như là anh Phạm Ngọc Tân ở đây thì anh ấy có tài năng là nhảy hip hop đúng không ạ? Nhảy hip hop đã từng đi thi đấu rồi. Còn chị Hải Yến Ba Bê ở đây thì đã từng là thử sức với bộ môn thứ 7. Bộ môn thứ bảy đúng rồi. Đang vô địch giải Running Women của Đại học Công đoàn. Còn em chính là một người sở hữu giọng ca triển vọng nhất công ty này. Em có thể hát này, em có thể rap này, em có thể nhảy này, hoặc là em cũng có thể diễn được nữa. Hay drama. Em có thể bình thường được không? Vâng, và sau đây thì xin được công bố môn học của vòng thi nghệ thuật ạ. Môn học của vòng thi nghệ thuật chính là vẽ ạ. Gulu ngon nhở. Ăn đi ấy. Em rất tự tin. Tại vì 3 năm học cấp 3 của em là em cũng tự chọn môn vẽ. Là em đã được gọi là làm gốm này, vẽ acrylic này, vẽ lụa này, nhưng vẽ chỉ bao nhiêu phần? Lúc nào on point hết anh? Tôi nhớ chưa nhận xét gì về tài năng, nhưng mà về độ hớ thì chắc là 2 sao về độ này cả. Bây giờ vừa nhảy vừa vẽ đi. Bình tĩnh, người ta sẽ có nhiều cách, ở những bộ môn khác nó sẽ có những cái tư duy để áp dụng bộ môn vẽ được, cứ yên tâm. Lúc ấy sẽ biết. Tất cả các thành viên trong nhóm sẽ thực hiện thử thách vẽ truyền với 6 món ăn. Người đầu tiên có nhiệm vụ sẽ nhận tên món ăn, sau đó sẽ vẽ trong vòng 15 giây. Thành viên tiếp theo chỉ có 5 giây để nhìn và 15 giây để vẽ lại. Và người cuối cùng sẽ cần đoán đúng tên món ăn và order món ăn về bàn. Nên là bây giờ đội sẽ bàn nhau xem là ai sẽ là người trả lời, hoặc là mọi người muốn xoay. Cái này vẽ đẹp hay không là cũng... vẽ nhanh. 3, 2, 1, bắt đầu. Hả? Cái gì? À, ok. Bắt đầu, bấm giờ. Ôi dồi ôi, để tôi chống mắt lên nào. Ê, cái đội này thôi trật tự nhá, giống lần trước nhá. Bọn tôi có bị khóa mic đâu mà bọn tôi trật tự. Ok, hết giờ. 5 giây bắt đầu nhìn, 5 giây. 5 giây. 1, 2, 3, 4, 5, bắt đầu. Mình thì luôn vẽ mà đoán đúng được, Yến mà đoán đúng được thì tao xin lệnh hạ lệnh nhá. Hết giờ. Kinh nhờ. Chị Yến bắt đầu nhìn ạ. Rồi. 10 giây nhìn ạ. 10 giây nhìn. 3, 2, 1, bắt đầu. Em tin chị nữa. Cho chị một cơm, có cơm thịt trên tủ không? Có cơm thịt trên tủ không? Không có đâu. Đổi em ơi, nó không có món đấy. Chị ấy là chị đoán là gì ạ? Chị đoán là cơm với cả miếng thịt trên tủ đúng không? Không, bắp cải. Bắp cải vẽ thì nó khá. Đây, vẽ như này, đấy bắp cải vẽ này. Vấn đề là cái đoạn này là bị sai rồi. Và đấy là em đang có bùi luận, cái này là cái gì em tưởng là cơm cá. Thịt trên tủ mà. Thì vấn đề là em tưởng cái miếng này là cá hoặc là thịt. Đấy, bắt đầu thôi, đổi rồi đấy. Không ra, không vấn đề gì. 1. Lâu lâu mà ăn cơm mà. Bắt đếm trước thì bắt đếm. 5 giây cho anh Tân nhìn ạ, anh Tân ơi. Còn 15 giây để vẽ. 15 giây để vẽ. Cố lên chị. Em có tôm không? Tôm đúng không? Không có tôm á? Dạ vâng, rất tiếc. Không có tôm. Tại sao? Nó vẽ sushi tôm mà. Không có. Không, em không phải có. Cái đồ ăn này không có tôm. Vẽ cái gì đấy Vân? Không có. Chị mua cái gì đấy? Không có tôm. Sushi tôm. Cho mấy cái này chả sushi tôm. Ê, em bảo này không nhắc lại nhé. Đây là một món ý con này nó lấy không có tôm. Món này chỉ có một nguyên liệu thôi. Một, chị hiểu đây không? Đây là một món. Một là không món tôm. Thôi. Được
ý là phồng và tô với lại phồng và tô không sao đánh đáp lần hai không vấn đề gì cả không vấn đề gì cả họ 4/6 là đúng rồi mình mới 2 sai lần thôi ngôn ngữ mình dùng hình vẽ nó khó hơn bây giờ là bây giờ có 6 nhá mình qua 6 không phải sợ gì ạ cùng lắm mà hòa thôi thua À ok, cái món này có vẻ dễ hơn này. Nhưng mà tao nghĩ là Tân vẽ đến mức thì không ai nói đến đâu. Nhìn kìa, nhìn ánh mắt kìa. Nhìn ánh mắt kìa, cay lắm rồi. Cái này không đoán được, okay, chịu rồi. Ok. Vẽ cái này xong rồi bà Yến vào mua cứt chim. Ok, bánh sinh nhật có ngon nếm này bánh sinh nhật có ngon nếm trà sữa chân châu đúng rồi yes thôi em ơi em ơi 3, 2, 1 ok hết thời gian nhỉ Nhìn ạ. Anh đi xuống, đừng có đứng đấy. À rồi, ok em biết. Chị đi rồi. Đúng. Ờ, em vẽ xong rồi nhưng mà em cũng không biết lên cái gì cả. Nhưng mà gói này. Đoán được thì thôi. 5-5 thua đấy. 5-5 thua. Thật dễ mà. Cái này không đoán được thì thôi chắc là giải tán đội luôn. Thành ra anh ghét cực em ở đội đối thủ em ghét anh. Đây gọi là... Chuyện áp của anh như là cái lóc. Ok. Hiểu luôn. Cái này quá chắc dễ. Là hiểu luôn. Nhưng mà ý là sau cái gì 6 năm yêu nhau bây giờ tôi thấy chồng tôi vẽ được không hề nỗi xấu. Ok chị ơi xong rồi. Tùy món em ạ. Cái lạc sườn và nướng đá khó. Ôi trời ơi. Donut em ơi. Donut. Có nha. Yeah. Có chị. Có. Tất nhiên rồi. Chỉ có anh nhìn ra bánh chưng thôi anh ạ. Và bánh chưng hình vuông anh nhá. Thế là chắc là bánh chưng đấy. Bánh chưng hình vuông anh nhá. Không anh được đúng không? Đấy.
Có ý kiến thì nói nốt đi. Các bọn em rất là bình thường, bọn em nó cảm thấy rất là vui vẻ. Tôi chỉ thấy sự cay cú thôi. Thật ra thì kiểu I know that feeling bro. Không sao, vấn đề gì cả. Nói chung là cái chuyện mà vẽ vời thì nó là cái vấn đề là khả năng năng khiếu mình không có thì cũng không sao. Nhưng mà cái vấn đề sức khỏe và cái tinh thần về về cái trí tuệ này này thì ai này, cũng luyện tập. Tân chê bạn sức khỏe yếu đấy. Thì anh chăm em đầu óc nữa. Thì để tối anh chăm em mệt thì anh chăm em, còn em không nhớ anh nhớ hộ em. Thế là được đúng không? Còn anh Huy ấy mà các cụ người ta bảo chó cứ sủa đoàn người cứ đi thôi. Tổng kết qua vòng chơi vừa rồi thì với bộ môn nghệ thuật thì nhóm bảo hiểm tình yêu đạt 2/6 ạ. Được rồi, thế là được rồi. Với khả năng vẽ 1/6 là được rồi. Một nửa bên kia. Đúng không? Là kém có 2 điểm. Và tiếp theo là nhóm NL nhận được số điểm là 4/6 ạ. Chúc mừng đội NL đã giành thành tích cao nhất trong tiết học vừa rồi. Và trước khi biết được đặc quyền cho vòng tiếp theo thì chương trình xin gửi tặng đội chơi một phần quà đến từ Hulu. Trưa nay họ sẽ được một cái đặc quyền là ăn trưa bằng cái này của mình vào khi ăn cơm. Rồi. Đây chỉ là món phụ thôi. Món chính là cái thịt kia. Chào mừng mọi người đã đến với tiết học của cô Giang Tiết. Thường thường đến với tiết sinh hoạt thì sẽ là một buổi mà chúng mình sẽ tổng kết lại những cái thành tích của lớp trong tuần vừa qua, cũng như là để tuyên dương các bạn xuất sắc, rồi là sẽ để phê bình một số bạn cá biệt trong lớp. Chắc là sắp tuyên dương anh rồi. Không, anh nghĩ phê bình anh một tiên đấy. Tuy nhiên thì có một chuyện rất là nguy kịch mới xảy ra, đó là danh sách lớp đã bị mất nên là sẽ không biết ai là học sinh cá biệt cả. Trong đó có sứa các gợi ý về danh tính của học sinh cá biệt. Nhiệm vụ của mọi người sẽ là thu thập các gợi ý đó, và đồng thời mọi người sẽ đi tìm những cuốn sổ đầu bài đang được giấu xung quanh để có thể ghi tên người mà mọi người đang đoán người chính là cá biệt. Chúng ta sẽ đặc quyền của đội thắng. Đặc quyền của đội thắng. Đầu tiên là nhóm bảo hiểm tình yêu đã thắng trong vòng thi đầu tiên. Vậy đây là mọi người sẽ được đặc quyền đặt một câu hỏi cho giám thị. Người chiến thắng vòng thi thứ hai sẽ đặt hai câu hỏi cho giám thị. Nhưng lưu ý chỉ là đặt câu hỏi có không và không được chỉ người không thể hỏi là có đúng đi làm sinh viên không, không được. Tuy nhiên vòng này là vòng chơi cá nhân. Nếu như mà tất cả học sinh trong lớp tìm được đúng học sinh cá biệt thì mọi người sẽ giành được phần thưởng cuối cùng. Nếu như không tìm được thì mọi người sẽ phạt ở lại trực nhật. Ý là ở lại trực nhật muộn là đến mấy giờ ấy nhỉ? Trong quá trình mọi người đi tìm, giám thị cũng sẽ lùng sục mọi người để xem học sinh nào đang không ở trong lớp. Nếu trên đường đi mà bị giám thị bắt gặp, mọi người sẽ bị đứng yên 2 phút. Nào thế ai được hỏi 2 câu nào? Mỗi người 1 câu. Có 2 câu mình có 3 người. Thì mày với Thành hỏi đi. Liệu thật ra là đúng hay là sai thì chúng ta cũng sẽ hại nhau thôi. Em sẽ hỏi là người đấy. Ok, rồi. Ok, mời có 2 câu hỏi ạ. Dạ, giám thị cho em hỏi. Nào. Okay. Từ đầu chơi đến giờ ấy, nghĩa là chưa kịp phổ biến các thứ thì chị nghĩa là chị cái tên mà đầu tiên nảy ở trong đầu ấy. Đấy là tại vì từ đầu đến giờ nó rất cá biệt. Thật ra là mình đã có một cái tên trong đầu kiểu ngay từ đầu rồi. Những cái trò mà kiểu cần dựa vào linh cảm các con thứ 6 thường mình khá là mạnh. Nào thôi, để mình mới chết đi. Không, đợi em phải... Mặc dù chơi cá nhân nhưng bọn em, đồng đội bọn em vẫn rất là hòa với nhau. Bọn em vẫn luôn hỗ trợ. Nhưng mà mọi người, chúng ta là một lớp. Mặc dù là một lớp nhưng khác nhóm các bạn nhé. Khác nhóm là chúng ta cùng tổ, nhưng cùng tổ. Nhưng mà không cùng đẳng cấp mà được không? Cảm ơn thầy. Cảm ơn em. Rồi, ok, anh trả đây. Đừng có rộng ràng nhá.
Spotify. Em cho hỏi cái tự dưng mắc gì thầy giám thị thích bắt lú người ta vậy? Hy vọng là những học sinh của tôi sẽ có thể tìm ra được học sinh cá biệt. Thật ra tôi chính là người làm mất bảng tổng kết các bạn. Đi đâu? Cái vấn đề mọi người ạ, chị cái vấn đề là chị rất hay lạc. Chị không biết làm nào để quay lại chỗ lúc đấy mình tập trung ấy, vì chị không biết chị ở đâu. Lúc đấy mình đi hướng này, hướng đây thì chắc là tầng 3. Ok, có thể xuống tầng 2 hoặc tầng 1. Thế lúc đấy mình lên cầu thang nào? Cầu thang này kia. Thế nhưng mà ok. Thế rồi chị đi chậm quá đúng không? Chị phải chạy thôi. Yeah. Rồi, đôi giày. Rồi, cái này thực ra cái này là cái câu hỏi, chính là câu hỏi mà mình nhờ Luyến đặt. Em sẽ hỏi là người đấy lập gia đình rồi đúng không? Ok, rồi, thế thôi. Học sinh đặc biệt là người có gia đình, tức có thể là mình, có thể là anh Huy, có thể là mình và cũng có thể là chị Yến. Rõ như này, người nhìn phát là đoán được rồi đúng không? Hay là kiểu ban tổ chức sẽ kiểu đánh lừa một cái gì đấy nhở? Bởi vì trong đầu mình á, cái từ đầu tiên này chỉ có một người thôi mà. Bây giờ đi tìm tiếp đúng không? Sổ đầu bài hay gì? Ôi, đã tìm rồi á? Đã tìm được sổ rồi á? Chiến lược của mình sẽ đi hết một vòng tầng 3 đã. Bạn ơi, bạn có thấy một cái mật thư hay một cái sổ đầu bài nào ở trong này không? Một cái đã xong. Để đây ra anh hỏi cái. Anh chưa có gì để trao đổi với em đâu. Anh cứ đi tìm một lúc đi. Không không, anh có cái này trao đổi cho mày. Anh có cái này trao đổi cho mày rất chắc chắn luôn. Quá. Có phải là nhầm?
phải đâu. Luyến rapper nhà làm chỉ có Luyến hoặc là Tân. Và trong câu hỏi thì đã xác minh được là nữ và ở đội bên kia rồi. Tôi nhất đấy là học sinh cá biệt là nữ. Tôi học sinh cá biệt nằm ở đội bên kia. Không nghe được vào này. Đất của chị giật đi. Vâng ạ, chị giật đi ạ. Chắc là mình phải đổi chiến thuật thôi. Phải đi xa hơn, tại vì chỗ này ai cũng vào rồi. Em xong rồi. Yeah. Ừ thôi chị không nghe em đâu. Không, chị không. Nghe em biết bây giờ làm thế nào mình thắng nhanh lắm. Yeah. Thôi em cứ em đi. Vừa mới ghi tên Phương Anh vào đây. Có hai dữ liệu. Đấy là đầu tiên là mình tìm được cái mật thư ấy, ghi là rapper nhà làm thì Phương Anh đúng không? Mà sau rồi lúc nãy cái kiểu như là nó thấy mình phát là nó định lừa ấy, thì có thể nó đã tìm được cái từ khóa mà nó biết là nó rồi. Nên nó định lừa chị. Bỏ thùng rác. Nhiều nickname à? Nhiều nickname hay như nào? Cảm ơn chị, không bị thương. Nếu mà ai muốn lấy thì cho cái này nhá. Ê, nhưng mà à, một cái phòng nữa. Wow. Có phải là chắc không giấu được cửa sổ nữa đâu nhỉ? Thôi được rồi, không sao. Mình không nên tự mãn quá. Rapper nhà làm kiểu anh nhà chị cũng đi rap nhưng mà rapper nhà làm là gì? Thank you.
phơ nhà làm. Ê, Lưu Luyến. Lưu Luyến. Đúng là oh shit man. Bây giờ tôi cần tìm một cái sổ video bác. Đi vệ sinh không được à? Em đi vệ sinh phải à? Đau bụng chết mất. À đau bụng chết mất. À đau. À đau bụng quá. Sao mà mọi người kiểu ngồi đây với chị sao rồi kiểu what to do now? Em là búp măng non, em lớn lên trong vườn cách mạng. Sinh kỳ to đón tiền phong, to đón dưới ánh thái dương. Gì nữa ta? Đây nè. Sự buồn, sao 2 phút để 2 phút dài nhất cuộc đời chị? Hai người làm gì nhỉ? Kéo bùa bao không? Kéo bùa bao. Kéo bùa bao. 1, 2, 3. Bùa bao cũng thua. Why? Khóa xong rồi. Có chìa khóa không? Đùa. Tôi nhìn thấy cái thứ tôi phải giải. PD Nim bảo tôi flex về trình độ của toán học, nhưng mà thật sự là tôi không có trình độ toán học. Tôi không flex được. Giải ơi chị. 5, 3, 8, 8, 8 8, 8. Thế sao? Thế sao là 11? Thôi, bỏ qua đi. Student Hub, đúng ở đây có. Trong cái bình cứu hỏa, trong cái chỗ này bình cứu hỏa. Anh ơi, trong nhà sinh nữ. Sao anh bộ ảnh? Ngoài chỗ này cho em có chỗ nào khác không? Ừ, nhưng mà ở đây có thấy ai giấu gì không? Ở đây này. Cảm ơn đứng em. Ê, xuống chỗ Student Hub. Để nghe thử lời chỉ dẫn của các bạn xem nào. Mình sẽ rồi Student Hub ở dưới tầng 2. Giám thị thôi mà con đến một thầy giám thị mà còn đến 6 đứa học sinh là cái là phải xin trường cấp thêm nhân lực. Mày hoa gợi ý đi.
gợi ý đi Mai Hoa. Cho mày rộng quá. Trên bàn hay ghế. Em thấy có ai thì vứt những cái bức thư nào ở đây không? Được. Anh nhìn ở đây có cái gì rồi cuốn hút anh. Đập vào mặt anh. À đây. Ôi, anh cảm ơn nhá. Chết rồi, nhưng mà chị không mang tiền. My ơi, trao đổi không em? Ánh mắt ta chạm nhau. Ánh mắt ta chạm nhau. Cái gì mà phải khóa ẩm thực. Ôi, thế này em xua luôn. Phát đơn nhà làm anh nghĩ thế này. Nguyễn. Ủa thì chắc chắn là Nguyễn rồi. Đây, lại còn ẩm thực nữa. Anh nghĩ là có thể không phải một người. Có thể không phải một người. Có thể không phải một người. Nhưng mà PD Nim bảo là chỉ có một học sinh cá biệt. Không phải một học sinh cá biệt đâu. Anh tìm được gì không? Có. Anh tìm được gì? Đây. Còn mày mày có gì à? Tại vì là... Em có ẩm thực và các mục. Anh hiểu không? À. Du học, chuẩn luôn. Rồi, đúng chưa? Ừ nhờ. Đúng chưa, cấp bộ. Hình như là mình biết. Mình biết được là ai rồi. Anh nghĩ là đây là nói là về con. Người này có con. Có hai đứa con, một trai một gái, và chỉ có một người duy nhất trong phim này là có một trai một gái thôi. Sư đừng hấp ở đâu nhá. Đây rồi, không biết có ai tìm chưa. Ủa, sao lại giống nhau? Chị làm gì đấy? À, trốn sơn à? Uầy, chị tìm được nhiều ấy. Du học. Nút Tân My du học mà. Chắc phải là làm một cái gì đấy liên quan đến ẩm thực. À, nhà nó bán phở. Tân. Phở
kênh ẩm thực thì có ngày ba bữa. Rapper nhà làm thì có thể là Phương Anh, cũng có thể là Tân. Phúc Thành thì chưa lập gia đình rồi thì đúng là chỉ có Tân thôi. Ẩm thực nhà bán phở thì du học. Tân à? Kênh cá nhân thì Phương Anh cũng nhiều đúng không? Phương Anh có ngày ba bữa này, xong rồi có rapper. Thế Phương Anh có đi du học không? Tìm đến tôi, gợi ý tìm đến tôi. Em ơi, cười người ta thực sự luôn. Ê, nếu mà chị đi giấu thì chị sẽ giấu ở những cái này ấy. Không có rồi. Hết rồi à? Na chí chị quanh quẩn đây lâu quá. Chị nghe giọng Sơn đúng không? Khổ thật đấy. Ôi giời, tôi giật mình, tôi tưởng giám thị. Chồng ơi. Ơi. Đưa gợi ý đây. Anh làm gợi ý, gợi ý của anh đây. Thảo đã cầm hết rồi. Chị xem. Thế gợi ý của em đâu? Đây. Đâu xem nào. Không. Em giấu ở đấy, em nghĩ anh không lấy được. Em giấu ở đấy, em nghĩ anh không lấy được. Anh là chồng em, anh làm gì? Em xin gợi ý. Gợi ý đây, đây. Gợi ý là đưa Thảo rồi. Mình chia sẻ. Thảo rồi, mình chia sẻ. Thế em lấy cái của em ra đây, lấy cái của anh. Chạy lên. Bây giờ mình là cùng một lớp đấy. Mình vừa là cùng nhà, cùng một lớp. Mẹ con đã vợ chồng chưa? Có cái gì anh kể, bây giờ kể không cần phải cho xem nữa. Chia sẻ đi. Ừ, anh chia sẻ đây. Nào, em trước. Nhưng đây không nhiều thời gian. Gợi ý đầu tiên là du học sinh. Con chó đây. Con chó. Con chó nào? Đây là một con chó khác đúng không? Con chó nào? Của anh là cái nhận. Du học sinh ngoài anh là anh ra, làm gì còn ai đi du học nữa. Thế thì mình đi với nhau đi. Chưa đây. Một cái là nhẫn và hai cái là một biểu tượng là con trai, biểu tượng con gái. Thế em định làm gì mà sang chửi anh là con lợn? Chửi anh là con chó nữa, anh không hỏi em nữa. Anh tối rồi ra, anh đi ra. Đưa gợi ý đây. Đấy, gợi ý kể hết rồi. Không, em không tin. Thảo, anh con vương của anh cái. Ừ, khổ quá. Mịt mẹp. Bài nhỉ, đã bị lấy hết chưa ta? Mình cùng nhau đóng băng. Trước đây phút chúng ta chỉ ở xa.
tuổi học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua và mình khóc la. Còn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Bạn ơi. Tủ này cho anh mở đúng không? Em biết giải toán không? Mình có cái cạnh này xong thì mình sẽ dùng. Ô, nếu thế mình tính được cái đoạn BM mà. Mình có cái... Anh mở được một ổ rồi. Mắt bụng đáp án là 3 số 1, rút ra thử thôi. Nhà không biết là 2, em biết là 2. Chỉ thử số 2 của em đi. Để tất cả là 2 đi. Tất cả là 2. Đó là 2. Thì ban nãy nhìn tại vì mọi người bảo là nó là 3 chữ số nên làm em thấy bất ngờ. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì sao không? Cái kia ở dưới nó cũng thế. Gì đây? À, anh chủ hôm nay. Ờ. Ê, có khi nào chị là gián điệp à? Em biết sao không? Đây là xin hướng xăm của chị. Bây giờ là... Hóa ra mình là gián điệp. Có nghĩa bây giờ chị phải đẩy hai người khác. Bây giờ tôi có tất cả gợi ý để trỏ vào một người. Anh có tất cả gợi ý chỉ vào Tân. Em có tất cả gợi ý. Ôi, tôi đã tốn quá nhiều giấy để ghi một cái tên. Nên bây giờ tôi đã phải ghi tên chồng tôi ở trên này. Xong rồi rất nhiều lưu luyến ở dưới này. Có lại thật sự khó suy nghĩ quá. Chốt lại Phạm Ngọc Tân và Lưu Luyến. Mẹ Kim là Tân. Tân với cả Huy. Đầu tiên thì cảm ơn tất cả các em đã hoàn thành rất là xuất sắc vòng chơi này. Tiết học sinh hoạt của chúng ta đã thành công tốt đẹp ạ. Ai cũng đều học rất giỏi môn thể dục. Trừ thầy. Trừ thầy. Chúng ta sẽ cùng nhau check số vote ạ. Đầu tiên, anh Phúc Thành không số vote nào. Rõ ràng. Đúng là một bông tuyết trong sạch anh nhỉ. Tiếp theo, không phải Yến. Không có vote nào. Lại đi một bông tuyết. Anh QNL. Một vốn. Nhà vốn. Chị Yến chiều đúng không? Tân rồi, chắc chắn là Tân rồi. Tân rồi, phá hoại khối đoàn kết rồi. Em không cùng team với anh đâu. Tiếp theo ạ, Vy Đặng. Có đến 4 vốn. Anh Tân một cú. Có đến lại 8, 9, 10, 11 vốn. 6 người nhưng 11 vốn. Tại vì là 12 quyển sổ đầu bài mà anh. Một quyển anh hay Luyến. Tất cả đều biết anh Lưu Luyến. Không kém phần long trọng với 7 quyển vốn. Và kết quả là mà anh biết gì không? Trời ơi. Em còn vẫn đang nghĩ là chị My là gián điệp cô. Tại vì... Đúng chị My. Ồ. Có 3 em ạ. Và kết quả là có 3 học sinh cá biệt. 3 học sinh cá biệt nữa. Là My, Lân và Luyến. Thì mình ăn hết rồi mà. Em có đúng mà. Em có đoán sai đâu Luyến. Cái lúc mà em nhìn thấy cái... Tìm thấy... Mình sắp. Là em kiểu... Ôi. Chứ ông Phúc Thành ông ấy đang đứng đây tay của mình. Chứ em kiểu em nhìn sang đúng cái nốt ruồi đấy em kiểu. Em ơi anh có cái nốt ruồi đấy. Anh có. Anh có nốt ruồi đấy. Vâng, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã tìm được danh sách học sinh cá biệt của chúng ta là anh Tân, My và Luyến. Ôi còn lại học sinh ngoan là anh QNL, anh Phúc Thành và chị Ngô Hải Yến ạ.
Ok, chúng ta sẽ có cái phần thưởng dành cho tất cả các học sinh. Rồi, lần đầu tiên thì S Channel muốn gửi lời cảm ơn đến BUV Heritage University Việt Nam, Anh Úc đã tài trợ địa điểm. À, và tiếp theo là nhà trợ tài trợ Hulu Food, tài trợ đồ ăn cho S Channel xuyên suốt thời gian qua. Cảm ơn đồng phục Hải Anh đã tài trợ cho bọn mình những bộ quần áo đồng phục học sinh này để lên hình xinh đẹp. Cuối cùng nhưng mà chúng ta cũng không thể quên được những chiếc bánh rất là ngon trong suốt buổi quay ngày hôm nay đến từ The Cách Lát. Cái bánh này anh hay hèn đó. Thế mà sao giờ này anh biết thế? Tôi đảm cơm rồi. Vâng, rất cảm ơn các nhà tài trợ và ngày hôm nay chúng tôi đã có một buổi quay rất rất là vui vẻ. Và nếu như các bạn mong muốn bọn mình làm thêm gì, mời những ai thì hãy để lại một comment ngay phía bên dưới nhá. Nếu thấy video này hay đừng quên ấn like, share cũng như là subscribe để ủng hộ Trái Channel. Còn bây giờ thì xin chào, bye bye. Bye bye. Chơi đi, sợ gì?